Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đồ Đa. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Bybit. Các bạn sẽ cùng với mình đến với một cái dự án mà chúng ta cũng rất là quen thuộc với nhiều anh em. Thực ra đây là một cái dự án mà chúng ta cũng đang chờ đợi những cái đợt retrace tích ở bên những anh em mua lốt, đúng không ạ? Với con CARV, một con trước mắt chúng ta đây, đây là một con gọi vốn rất thành công, bán lốt rất thành công. Bán lốt thành công thì đồng nghĩa chúng ta cũng chưa chắc là tốt, nhưng mà ở đây thì mình cũng muốn thông tin cụ thể với anh em. Đối với con này thì chúng ta thấy là có dòng vốn của rất nhiều quỹ, chúng ta có quỹ của OKS, có Consensus, rồi có nhiều quỹ phía dưới đây. Đấy, nói chung là về quỹ tiêu ăn thì có Husky và Consensus. Consensus thì em biết là đứng sau sự thành công của MetaMask, đúng không ạ? Còn OKS Venture thì anh em đã biết rồi, đúng không ạ? Alibaba, Broi thì chúng ta cũng rất là quen. Ở đây thì có bốn quỹ rất là chất lượng. Đấy. Và đây là một trong những cái dự án đánh giá có cơ hội lên được Binance, nhưng không biết là liệu có lên Binance hay không thì chúng ta không biết. Đấy. Với CRB thì mình nhớ hình như có cả một chương trình Alop ở trên Binance nữa. Con này thì ngoài ra còn có cả dòng vốn của Ninier được rót vào ngày 10 tháng 8. Đấy. Và sau đó thì còn những cái đợt khác nữa. Và ở đây thì riêng cái chương trình bán lốt thì Node Shell họ đã đạt được 35 triệu đô rồi. Ở phía dưới đây còn có những cái chương trình bán lốt ở trên các cái cộng đồng khác nhau nữa. Nói chung là cái lượng bán lốt cực kỳ nhiều. Đấy. Và với con này thì chúng ta thấy là vừa có bán lốt vừa có gọi vốn. Đấy. Thì ở đây riêng cái gọi vốn thì chúng ta kéo xuống dưới đây nó cũng hơi bị chóng một chút, nhưng mà nhưng cả cái gọi vốn này thì nó thống kê ra nó tổng là 60 triệu đô. Đây là con số khá lớn, mình nghĩ là nó còn nhiều hơn 60 triệu đô này anh em nhé, không chỉ 60 triệu đô này đâu. Bởi vì là chúng ta biết là có một cái đợt bán hàng dành cho đối tác chiến lược ấy, thì Husky đầu tư nhưng mà không công bố cụ thể. Husky thì khả năng là cũng phải đầu tư vào khoảng mấy triệu nữa. Đấy, cũng phải cỡ 4 đến 5 triệu. Đấy, thì nói chung là cái con này thì khoảng 65 triệu đô, khá lớn đấy anh em nhé. Đấy, thì đây là một trong những cái con mà chúng ta thấy nó có nền tảng thật. Nó có nền tảng anh em nhé. Và đây là một nền tảng mình thấy là ứng dụng nhiều bên cái mảng game. Đấy, và đây là một dự án phải có thể nói là khá chất lượng. Đối với dự án này chúng ta cũng đã có những cái thông tin. Ở đây là một trong số những thông tin mà mình đã chia sẻ với anh em trước đó. Đó là cái thông tin về tổng cung. Con này tổng cung là 1 tỷ token. Riêng iROP thì nó sẽ có là 4% tổng cung. Huy động vốn thì ở đây là 53,37 triệu đô. Nhưng mà còn cả bán nốt này anh em ạ. Thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Bybit. Bybit chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một cái chương trình iROP Meeting với pool giải thưởng là 975.000 CRV, một quyền thưởng cực kỳ lớn, đúng không? Arop thì chỉ có 40 triệu thôi, nhưng mà riêng Arop ở bên Bybit đã có thêm là 975 nghìn CRV rồi. Và với con này thì các bạn thấy là chúng ta có chương trình Token Pledge với 900.000 CRV. Đấy, thời gian của sự kiện thì kéo dài từ 17 giờ ngày 10 ngày 9 tháng 10, kết thúc vào lúc vào ngày 31 tháng 10. Đấy, thì ở đây mình sẽ mở nó cho anh em, chắc là chúng mình sẽ chuyển sang tiếng Việt xem là có cái bản dịch tiếng Việt không. Khả năng tiếc là con này thì không có bản dịch tiếng Việt. Thế thì ở đây chúng ta có thể tham gia trình Token Pledge bằng cách là các bạn nút Register Now. Và trong phần này thì các bạn sẽ ấn vào nút đăng ký để chúng ta tham gia. Trước đó các bạn cần đăng nhập. Thì các bạn sẽ có các cái nhiệm vụ thứ nhất đó là chúng ta đăng ký khởi dụng. Đấy. Ở đây thì đối với người dùng thường ấy, thông thường thì anh em chơi, tất cả mọi người dùng nhé. Anh em chơi từ 500 đô CRV thì các bạn sẽ được chia pool giải thưởng có thể up to là 1.000 CRV. Như vậy là dự án này nghĩa là nó định giá khá cao với con CRV này đấy, bởi vì là khi mà cái lượng phần thưởng không nhiều như thế này, cái 1.000 CRV không phải là nhiều nhé, thì giá này định giá khá cao, chỗ này nó phải cỡ 500 đô. Đấy, thì đối với cái phần thưởng này ấy, thì chúng ta thấy là còn có pool giải thưởng cho người mới là 600.000 CRV. Thì sẽ có 50 CRV dành cho đăng ký mới. Thì phần thưởng đăng ký mới mình ước chừng cái giá CRV khoảng 0.5 thì của anh em sẽ là 25 đô. Nhiệm vụ của anh em là có một là nạp vào CRV, hoặc là anh em sẽ nạp 100 đô và chơi 100 đô CRV trong lệnh giao dịch đầu tiên. Đấy.
thì vẫn là cái thời gian đó, vẫn là khung giờ đó. Và với cái anh em người mới ấy, thì các bạn chúng ta có thể nạp vào 100 USDT, sau đó thì đến cái giờ trade các bạn trade 100 đô CRV phát là anh em sẽ nhận được phần thưởng thôi. Thì cái này thì khá là nhiều anh em nhé, ở đây thì có khoảng 12.000 suất đấy, 12.000 suất. Thì đây là một cái pool giải thưởng mà khá suất anh em phải nhận, đúng rồi, 12.000 suất anh em ạ. Còn ở phía trên đây thì anh em sẽ nhận được giải thưởng dựa theo cái khối lượng giao dịch, và đây cũng là một cái cách rất là hay để anh em chúng ta có thể kiếm được cái thu nhập đến từ dự án CRV này. Đối với dự án này thì sẽ có thời gian listing là vào lúc 15 giờ ngày mùng 10 nhé. Ngày mùng 10 thì hôm nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngày mùng 10 như là thứ sáu đúng không? Mùng 10 không nhầm là ngày vào ngày thứ sáu anh em nhỉ. Đấy, thì anh em chúng ta thử kiểm tra thêm nhé. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến anh em về cái sự kiện này. Mình nghĩ là đây là một sự kiện khá ngon dành cho anh em, đặc biệt anh em trading. Hôm trước thì mình đã trade với con KS, và hôm đó thì anh em biết là mình đã nhận được hình như là được 70 đô đấy đúng không ạ? Mới ra RV thì anh em có thể trading để có thể nhận được cái phần thưởng có giá trị đến từ Bybit, không cứ là phần thưởng cho người mới nhá. Đây là một cái cách rất là hay và mình thấy là nó phản ánh đúng thực tế của những anh em chúng ta thường xuyên giao dịch trên sàn và nhận được phần thưởng xứng đáng cho những cái gì mà chúng ta những gì mà chúng ta đã cống hiến cho sàn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.